Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kết thúc việc dẫn giải nghi phạm Phạm Văn Dũng, 46 tuổi, ngụ tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, để thực nghiệm lại hành vi hiếp dâm và sát hại bé gái PNQN, 5 tuổi, là hàng xóm sát vách nhà của Dũng. Vậy thì hành vi của Phạm Văn Dũng có thể sẽ bị xử lý như thế nào? Trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư Nguyễn Thu Thủy, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để cùng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin kính chào luật sư Nguyễn Thu Thủy ạ. Thưa luật sư, những hành vi của nghi phạm Phạm Văn Dũng đối với bé gái 5 tuổi có thể sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì cháu bé bị chết vì ngạt và bộ phận sinh dục bị xâm hại. Thì nghi phạm Dũng sẽ bị truy tố về hai tội là tội giết người và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ở hai khung hình phạt này thì nghi phạm Dũng đều phạm vào cái tội là từ chung thân đến tử hình. Điều 123 thì nghi phạm Dũng là phạm tội giết người dưới 16 tuổi thì sẽ có thể bị phạt tù 12, 20 năm chung thân đến tử hình. Còn đối với cả tội 142 thì hiếp dâm người dưới 16 tuổi á, thì nghi phạm Dũng lại phạm tội đối với cả trẻ dưới 10 tuổi. Là cái việc này là rất là nguy hiểm và cũng ở khung hình phạt từ 20 năm tù chung thân và cho đến tử hình. Cả hai tội trên này đều nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng, cho nên là bị pháp luật lên án, cho nên cũng cần phải xử lý trách nhiệm hình sự để trừng phạt và răn đe. Bên cạnh những chế tài của pháp luật thì theo ý kiến của luật sư, các cơ quan bảo vệ trẻ em cần có những cái biện pháp gì để chúng ta có thể tránh những cái tình huống thảm kịch tương tự xảy ra? Thì pháp luật của mình đã có những cái chế tài để xử phạt hình sự rồi, nó cũng nghiêm minh, nhưng mà không phải tất cả những người dân đều biết quy định của pháp luật, mà pháp luật quy định là buộc người dân phải biết. Vì vậy các cơ quan bảo vệ trẻ em cần tuyên truyền rộng rãi pháp luật hơn, kết hợp với cả truyền thông, với cơ quan tiến hành tố tụng, làm sao truyền thông được cái pháp luật đến tất cả mọi người dân để họ biết tuân thủ pháp luật hơn. Thưa luật sư có lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt là các bé gái thường bị tổn thương bởi những cái môi trường xung quanh không ạ? Ngoài cái việc mà nhà trường dạy dỗ thì các bậc phụ huynh cũng nên cùng với nhà trường dạy cho các con những kỹ năng để tránh xâm hại tình dục. Phụ huynh cũng phải là người học để dạy dỗ các con của mình những kỹ năng đó. Không nên ỷ lại vào nhà trường và xã hội. Ví dụ như kỹ năng phòng ngừa này, rồi nếu như bị xâm hại thì phải biết nói chuyện, chia sẻ với người lớn như thế nào để đi khám, hoặc người lớn có những cái mà dạy các con để các con ngăn chặn cái chuyện này. Ví dụ như bị ai chạm vào người, chạm vào vùng kín là các con phải biết đấy là vùng kín và không được sờ vào, thì các con phải bỏ chạy hoặc la hét lên, hoặc là tìm người thân để chia sẻ. Và một cách mà nếu như các con không nên ăn mặc hở hang, bởi vì nếu ăn mặc hở hang là cái cơ hội để cho những người đó người ta tiếp xúc gần, và không cho ai được sờ mó vào người. Không nên đi xe người lạ và không được nhận quà tặng hoặc tiền bạc của người lạ. Bởi vì như thế thì nó sẽ có những cái mà nó làm cho đứa trẻ nó mất kiểm soát, người ta dễ bị dụ dỗ, đứa nhỏ. Cảm ơn luật sư vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.